lấy là ác nghĩa với một chút nghĩa hai đi nhằm cho mình hai bóng bóng kia được biết thử thực đặc khổ bộ nè một bóng khổ bộ nhưng thử đặc biệt lại đầm bày nghĩa sử dụng phớ cái nằm hành và nó dùng bọc khổ tầm đó bột ní dùng bọc hơi dùng cực mặt đồng bia tam đầu ហើយយើងចិតពោតហើយបងប្អូនមើលនេះស្នូលពោតហើយនឹងសបកពោតយើងអត់ចោលទេយើងយកវាលាងឲ្យស្អាតហើយយើងយកទៅងាស់ដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយយើងទុកហើយយើងយកនេះយកទៅលាងសិនចាំបងប្អូនមើលឥឡូវយើងលាងស្អាតហើយឥឡូវយើងដាក់ទឹកមួយលីត្រកន្លះនេះយើងងាស់ដើម្បីយកក្លិនដើម្បីឲ្យឈ្ងុយដោះគោពោតយើង Ní sọ phốt dân đã ngó chung mức nè tầm đó. Dân ngó chung nuôn cả lá máu trăm dân xuống chanh. Tầm bây giờ khăn ở chung ngồi. Ta dân tục nướng sắn. Ta bóng bốn mớ. Chung nuôn cả lá máu hói là lỡ dân sẵn. Sẵn là ai nâng snow vi chanh tầm đòn nè bóng bóng mới tật vi lương là ó hay chinh ngồi tiệt dương snow sẽ bỏ hay nâng bắt đầu vi nâng đầm bay do lần ở chinh ngồi tật đặc cô dương hai dương đam tật chẳng hai dương ní là lời dương đã bột cho tầm đòn đã phốt chôl dương câu phốt chào cho mùi tức đau chẳng đầm bay về là dương cần tới hơi dương đàm về xa thêm mấy đầm bay tục đọc cổ bàn dù lâu dương tục về ôi thì chạy bằng tích chăm dương cần về tỏ lâu dương tục về thì chạy sẵn tạo bóng ôn mới lấy
tức dương riêng chị ái dương cân tay một đòn dừng chạy trên sân mình cần một tàu một tòa một tòa tại ở tại mình đó ta bằng phần mưa lỡ dừng cần hai ái dừng trong hóa viên tại mình đó phụt bị phai thùng thùng mà nước ngầm đạt tực một lít cả là ta lỡ dừng do chức năng ngon đi bọn bọn miền sắp bay miền cả nát ấy hông tuyệt túi dương trong hóa viên cầm ao miền cả chỗ làm bay ở tức đọc cô bột dương mọt lọ dương đã hơi dương trong hóa dương trong bạch viên ấy. Bọn phụ mơ mấy nhóm chùm hóa hai á là nhóm đạc lăng lươi cho khỉa nè đạc lăng lươi cho khỉa nè bọn phụ cô viên là hốt á cô to tập phúc tay mà đòn ọt miên tục viên trao lên phù viên ách nâng khlọc nhưng cô viên là hốt tay mà đòn to tập phúc to tại đạc đọc cô đã có so hai tay mà đòn bàn dương lên cầu tớ bọn bọn mưa lỡ bù lỡ nè lỡ dân đùa bọn bù chào thì tớ dân đã đọc cô cho tay mặt đỏ dân đã tức bì lít tức một lít là nâng dân đã đọc cô hai chia cần lạc hợp bồng bọn cho chất thịt đông dương ai đặt thịt đông bình tham của bạn tất đọc cô hỏi bọn cô này thuộc mơ bông toàn phán dương ai đã scom tham dịch tiệt ก็แถม5สตรีเตียดบ้านហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យទឹកដោះគោពោតយើងវាមានជាតិផ្អែមមុតតើបងប្អូនមើលឥឡូវដាក់ស្ករហើយទឹកដោះគោហើយឃើញថាល្មមហើយឥឡូវទឹកដោះគោពុតយើងរួចរាល់អស់ហើយចាយើងនៅចាំតែតិចដាក់ផ្លាសេញ៉ាំតែម្ដង
ta ơn cô nè 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 ta ơn cô nè